Hey, mình là Dê đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với tựa game Train Marker này. Và hôm nay mình với Dũng sẽ cùng thi với nhau tạo xe track và sẽ đua với nhau ha. Nhưng mà cuộc thi lần này sẽ khác hơn cuộc thi lần trước một chút xíu, đó chính là mình sẽ giới hạn lại những cái vật phẩm có thể sử dụng được. Ví dụ như là mình dùng được hai động cơ phản lực, rồi hai động cơ bình thường gì đó ha. Cái đó mình sẽ nói thi lệ sau. Và bạn nào có muốn biết thêm và xem thêm về cái con xe 3 trong 1 mà ở tập trước mình đã từng chế á, các bạn có thể đón ở cuối video xem nha. Tại vì con xe đó hiện tại mình đã hoàn thành rồi, nhưng mà nó không có đáng để mình làm nguyên một cái video giới thiệu. Tại vì chức năng nó giống như cũ, nó chỉ cải thiện hơn một chút xíu thôi. Mình cũng vẫn chưa tìm cách mới để có thể làm cho nó hoàn thiện hơn được, cho nên tạm thời là mình chỉ dừng như vậy. Và mình sẽ làm review ở cuối video này ha. Ok, thì bây giờ mình với Dũng sẽ đua với nhau một trận đua thử. Đây là xe của mình và xe Dũng sẽ chạy xe mình luôn. Hai xe giống nhau. Ok, vô Dũng. Có cái cuộc đua này nó hơi ngu là các bạn không thể nào, nó không xe vỡ xe rồi. Ừ, cái xe này anh chế, anh không biết nó bị cái gì, kiểu giống như là cái khung nó yếu hay sao á, nhiều lúc chạy nhanh quá nó bị bung bay hết xe luôn. Cái xe này của mình chạy thì mình chế nó hơi khó chịu. Từ anh với em dừng cái bánh, có cái cuộc đua này nó hơi khó chịu. Dừng xét cái vạch này nè. Cuộc đua này nó khó chịu là nó không có tự xếp xe cho mình đó. Mình hay bị cái vụ này mà mình không biết nó bị cái gì. Hiện tại xe mình chế là mình bị, còn xe người khác thì không sao, mình không biết nó bị cái gì luôn. Mình không hiểu nó bị cái gì. Chạy một xíu nó bị, chạy một xíu nó bị. Có lúc mình hên xui chạy ngon lắm, có lúc thì đó, có lúc nó tự bay ra vậy luôn. Xe có hệ thống tự dăng người chơi ra khi mà cảm thấy chạy tốc độ quá nhanh. Mình nghĩ là cái chức năng này nên áp dụng cho mấy con siêu xe. Ông nội nào mà chạy nhanh quá là tự nhiên bị bay ra khỏi xe luôn. Đó, chạy gì thì không sao nha, mà chạy nhanh quá là bị. Rồi thôi, bây giờ tụi mình sẽ chế xe với nhau ha. Thôi bỏ đi Dũng ơi, chế xe đi Dũng ơi. Xe này nó bị lỗi rồi, anh cũng biết nó bị gì nữa, nhưng mà nó ngu ngu sao á. À, và sẵn nói với các bạn luôn là hôm bữa trước mình cố gắng đua thì hiện tại mình được cái thành tích là 5 phút 54 giây và xếp hạng trong top 1000, xếp hạng 971. Thì có nhiều bạn thắc mắc là cái người đứng top đầu này tại sao được 1 giây. Thì mình có lên cái diễn đàn và người ta nói là người này dùng một cái chip gì đó để hack chạy rất là nhanh. Chứ còn các bạn, có một số bạn kêu mình là có thể chế một cái món mà dài từ đây tới cuối thì không được nữa các bạn, tại vì nó có cái checkpoint á. Và như các bạn thấy là cái khúc mình tạo thì nó chỉ có trong một cái khoảng vuông thôi. Mình bị giới hạn cái khoảng vuông nên các bạn không thể nào mà chế được cái mức mà nó dài thòng sọc. Các bạn vừa lên cái nó tới liền luôn được. Các bạn phải chạy qua một số cái checkpoint á. Rồi ok, bây giờ mình với Dũng sẽ chế ha. À, bây giờ thế lệ chế là bánh xe, những cái thứ khác không giới hạn. Nhưng mà giới hạn ở hai động cơ. Động cơ bình thường á nha, em muốn xài động cơ Dragon hay động cơ gì cũng được. Và 5 cái động cơ phản lực. Ok, chế nha. Chuẩn bị nè, từ xóa hết đi Dũng, xóa hết đi, chế lại. Cái này để coi chế bao nhiêu cho. Trong vòng 8 phút đi, 7 phút đi. Rồi ok, xóa hết đi Dũng ơi. Ok nè, chuẩn bị. Bắt đầu, chế. Rồi, chế cái này thì đơn giản thôi. Xe này mình đã có ý tưởng trong đầu rồi. Đợt này Dũng cũng đã biết cách chơi hơn rồi. Dũng cũng mày mò nghiên cứu nhiều hơn rồi, chứ không có còn như lúc trước nữa nha các bạn. Mình sẽ không có dùng thẳng khung xe, mà mình sẽ dùng cái con xe này. Xong mình đặt hai cái động cơ Dragon lên. Xe này mình sẽ dùng bánh xe đạp. Bật mí với các bạn. Bánh xe đạp nha các bạn. Nó đó, bánh xe đạp. Rồi tiếp theo là mấy cái động cơ phản lực. Mình sẽ gắn ở bên này, động cơ Dragon chết. Gắn áp sát vô đây luôn. Rồi dùng nút W. 5 động cơ phản lực với lại 2 động cơ thường đúng không Dũng ơi? Anh nói cho nhớ chứ anh không nhớ. Nè anh nói gì nữa. Rồi ok, vậy xong rồi đó. Xe mình đã xong rồi. Bây giờ cái bánh xe thì nó là chạy thôi, chứ không có cái gì hết trơn á. Xe mình là đơn giản nhất trong các loại xe. Để coi, gắn cái cây 4 bên này đi. Không, gắn đây nó còn quẹo được nữa chứ. Chung là xe rác chứ các bạn không phải cần quẹo một xíu nha. Rồi mình sẽ gắn bánh xe đạp. Xe đạp nó nhẹ lắm luôn. Đó. Thế là xong xe rồi. 4 rồi đúng không? Còn cái động cơ cuối cùng. Động cơ cuối cùng thì mình có thể đặt ở ngay đây, nhưng mà có vẻ là nó hơi vướng. Như thế này. Rồi mình đặt cái khung này cố định. Chứ còn mình lấy cái cây này mình dán vô cái miếng dán này nè. Nó không có chắc đâu, mình nghĩ là mình xe mình nó bị rớt cũng là do cái miếng dán đó. Nhiều lúc mình đi mình bị rớt á, cảm giác đang chạy tốc độ cao cái nó bút nó rớt một cái quạt chắc lắm. Đang chạy tốc độ cao ngon lành nó rớt bụp một cái toang luôn.
Từ cây này hơi chua, dùng cây này bắt ngay không được, nên là mình phải dùng cái cây này copy ra. Đó. Rồi phía sau mình gắn bánh xe. Xong gắn bánh xe đạp luôn. Hợp lý. Anh sắp xong rồi nha Dũng nha. Lo mà liệu mà. Trời ơi sao Dũng thấp vậy. Ok hợp lý. Coi có bị cạn gió đâu không. Cạn gió mấy cái động cơ khá là nhiều. Rồi một cái. Này là chống gió được rồi. Chống bị bệnh. Thì là cái trên này. Rồi ok. Xe mình xong rồi. Nhẹ nhất có thể 235kg. Phía sau này mình không cần gì hết trơn. Tại phía sau này nó là một cái cây sắt rồi. Các bạn muốn cố định thì mấy bạn gắn thêm cây này là chắc chắn 100% thôi. Không có gì. Test lại hết đồ ha. W. Rồi ok xong. Hello Dũng. Xong rồi vậy. Em còn 4 phút nữa. Không cứ làm đi. Anh test xe thôi. Không có gì. Ê, cái bánh xe đạp á, nó chạy rất là nhanh. Nó nhẹ hơn bánh truck rất là nhiều. Nhưng mà có một cái là nó quẹo, một cái là các bạn chậu trời luôn. Không có cách nào mà các bạn có thể chống lại được. Ê, 500 mấy luôn, nhanh hơn con xe truck của mình luôn. Có thể con xe này có thể phá được kỷ lục luôn á. Tự mình chỉ cần độ thêm vài cái cánh gió nữa. Cánh gió, mình cần cánh gió. Mình cần hai cái ống tiếp này. Hai ống này các bạn biết để làm cái gì không? Để chế cái cánh gió cho mình đó. Nhưng mà sao cái ống này nó bị ngu quá vậy? Ừ này đúng rồi nè. Rồi hai cây. Yeah, gắn cánh gió cho nó đậm xe xuống xíu. Chứ nó nhanh quá chịu không nổi. Cánh gió rồi. Đây, cánh gió là spoiler đây. Tụi các bạn muốn gắn kiểu như thế nào, muốn gắn đây hai cái đôi thì đó. Ui đẹp vãi. Xe chế trong vòng 1 phút 30 giây. Đây, gắn đèn cho nó lung linh chơi. Đèn này có nhiêu ký đâu, có 1 ký à. 1 ký thì nhầm nhò gì sao cái thì không mà gắn được. Nó gắn được chỗ này dưới hai cái động cơ rồi. Bây giờ gắn cái gì đó ta, mình nên gắn cái cánh máy bay hai bên không, cũng hợp lý á nhỉ. Hai cái cánh symbol tail fin nhỏ nhỏ, power symbol tail fin này là 6 kg đúng không? Đặt hai bên để xem con xe nó có đầm không. Chỉ là test thôi, nhưng mà nếu mà đầm thì tốt, còn nó không đầm thì thôi. Xe máy bay luôn rồi. Test nha. Tốc độ là 510 mấy á, mình theo mình thấy được. Và hiện tại mình đạt được tốc độ là 400 mấy. Ồ, nó yếu hơn nhiều luôn các bạn thấy không. Mình đặt đồ vô, đặt cái spoiler với lại đặt hai cái ống này là nó đã yếu hơn rất là nhiều. Xe lại cái đi. Xong rồi lấy con xe cũ cho các bạn xem. Con xe cũ là xe lúc mình chưa cố gắng được. Bây giờ mình sẽ đứng ngay góc này mình test cho các bạn xem lại nha. Rồi ok ngay đây ha. Chuẩn bị. Không có bẻ lái, mình không có bẻ lái hết luôn nha. Mình sẽ coi tốc độ tối đa của nó là bao nhiêu. Không, tới đây là đã 527 luôn rồi. Và đây là con xe sau khi mà mình gắn spoiler các kiểu. Sao con xe gắn spoiler nó lại ngu dữ vậy ta. Xe nãy nè. Rồi xe gắn spoiler, gắn cánh đâu các kiểu, nhìn đẹp lắm nha. Nè chạy thử, nó đẹp mà có mình không thấy cái cánh sao nó đẹp thiệt. Dừng cái mạnh nè. Em còn hơn một chút xíu nữa. Test xe đi. Nhưng mà con này nó đậm hơn, các bạn thấy con xe nó không có bị đảo nhiều. Đó, tới đây mới được có 470 thôi. Bay luôn kìa. What? Nó bay con xe luôn. Đối Dũng mình đang ở đâu? Ôi nó bay luôn các bạn, nó chạy hết đường băng, nó có cánh nó bay luôn. Nó có cánh nó bay được luôn á. Phải chưởng. Mình điều khiển được đó nè, mình điều khiển sơ sơ. Tại vì mình không hái cánh quẹo cho nên là mình điều khiển sơ sơ các bạn thấy không. Nè, chỉ quẹo bánh xe xong quẹo mình cứ tính nó đẩy xe mình đi thôi. Bay. Có hai cánh hai bên nó bay luôn. Rồi. Tôi biết máy bay rồi. Ơi máy bay đẹp quá vậy. Ui đẹp quá vậy. Mốt tôi buông sao, cảm ơn. Bây giờ mình xóa thứ hai cánh này xem tốc độ nó đẹp. Thật sự là có cái cánh cho tốc độ rất là yếu.
Mình teleport qua nhầm bên chỗ E rồi. Ủa, chỗ này chỗ nào đây? Track đâu rồi? Đây, track. Nhầm rồi. Track ray đâu vậy? Đây. Chà, đưa thử ông Dũng. Từ từ, em để ngược. Hút rồi, để ngược, hút rồi. Ok, coi như là hết thời gian chỉnh sửa rồi nha. Bây giờ là chỉ có test xe với là chỉnh sơ sơ thôi đó. Anh nhớ xe mà đó. Trả lại nè. Mình đứng ngay đó xong mình bấm W hoài luôn chứ mình không có bẻ lái cái gì hết. Và đó có tốc độ lần này là đạt được bao nhiêu? 487. Nhưng mà nó đầm xe hơn. Cái con xe kia của mình nó nhẹ lắm. Để coi con này là 283. 238. 238 đúng không? Xe đầy đủ có cánh hai bên là 250. Nãy là 238. Xe không có gì là 236. Nặng không có 2kg chứ nhiêu. Cái spoiler nặng có 2kg. Tại sao nó lại chiếc nhiều vậy ta? Đây nè. Không, em đứng như này. Ủa, em lùi ra đi, em test max speed con này lại cái. Ê, từ từ, em bấm chữ B đi, Ủa sao lúc nãy nó mất cái bảng get ready, vậy sao có lại rồi. Đang tới max speed mà. No. Gì vậy ta? Test thử nè, thử luôn. Không, tại lúc nãy test max speed kiểu anh là nó không có cái bảng, nó anh chạy một mạch thẳng từ dưới lên trên anh test con này, tại vì còn một lượt chạy nữa. Em phải thử luôn này, thử. Rồi đến luôn ngay cái dạch chết hả? Rồi ok, phải nhích cái người lên chút xíu. Rồi ok. Em có về trước đi, anh test max speed đi. Ba Dũng. Ơi, từ từ, các bạn thấy không? Các bạn thấy cái gì không? Con xe này mà gắn cái kiểu spoiler. Không có gắn spoiler là nó quẹo, nó nghiêng con xe, nó đảo xe lắm luôn. Từ từ Dũng, Dũng, đừng có đăng ký, Dũng đừng đăng ký. Thì nó đang chơi với các bạn để test max speed kìa. Đi thẳng xe kìa các bạn ơi. Chịu quá. Làm sao để thẳng được nguyên con xe luôn rồi. Lúc này nó cũng hơi nghiêng ha. Mình cũng chắc là xe mình nó bị nghiêng qua nhiều quá. Nhưng mà Nó không đầm xe được như cái kia. Rồi lại nè. Mình đang nói với các bạn chứ mình không nói với Dũng. Tại vì trời, mở đi chứ. Tao đừng như được. Ok, anh chạy trước cái đã. Anh test max speed cái đã. Rồi em mới thấy chạy được rồi đó. Ê, cái gì vậy? Căng cho đã, cuối cùng tự nhiên cái nó là bị giật cái phía sau chán không các bạn? Năm trăm gắn cái cánh gió vô nó đầm con xe hơn rất là nhiều, nhưng mà nó lại không đạt được với tốc độ là 500. Bằng cỡ nào đi nữa, mình test bao nhiêu lần đi nữa cũng không đạt được tốc độ 500. Mà con xe này gắn hai cánh đẹp thiệt chứ. Chắc hồi mình chụp hình để hai cánh các bạn đừng hiểu lầm nha. Vô rồi nè. Rồi đậu xe đâu đi. Ok. Anh hơi lớn rồi. Ý. Sao con xe anh nó chế kỳ quá ta? Sao con xe nào nó cũng bị tụt ra hết trơn á? Nhưng thật quần chứ. Nhưng mình chế ngon lắm mà, kỳ vậy. Đó, mình đường chạy không sao mà sao cứ chạy cái nhiều lúc đó nó bị hay là nhầm mất E, F, tao nhầm nữa. Lại nè. Mày bị cái gì vậy hả? Lần nào cũng bị, hình như mình đua là mình bị. Đó, vừa qua là... Ủa, hình như mình bị fail rồi. Tính mình fail rồi. Anh em đứng xa để sử dụng rồi. Sao lần nào anh cũng bị bay xe chơi kỳ vậy ta? Không hiểu luôn á. Xe anh chế anh test ngon mà nãy giờ chưa bị nào luôn. Vô đuôi anh đã bị. Vô rồi Dũng. Please, why?
Sao tôi test rất là ngon lành, tôi test rất là bình thường mà tại sao nó lại không có cái gì hết trơn vậy? Xe tôi nó chắc lắm mà. Báo chắc luôn. Chỉnh sửa lại coi anh ơi. Đổi cái lốp qua, cái lốp sợ nó không chịu được lực. Đâu có, lốp này ngon. Kỳ vậy ta. Mà... đâu đổi xe thử thì đổi xe. Có người chạy chiếc. Em chạy với anh, em chạy với em. Ok. Ó, kìa không? Xe anh nó bị, ừ, xe anh nó có vấn đề gì rồi. Để em thử đổ cái lốp lại nha. Không, xe Dũng chạy chậm, xe Dũng chạy hơi chậm các bạn thấy không? Được khoảng 300 mấy. Nhưng mà sao mình test bình thường nó là không bị cái vấn đề đó. Tự nhiên cái mình chạy xe người, chạy xe mình nó là bị nè. Xe Dũng nặng nhiều. Với lại xe nó phân bổ lực dài quá. Có 409 là tới đây luôn là 409. Cho nên xe mình chạy 500 mấy. Cái đi chứ. Xe tôi xịn như vậy mà. Con này thử coi. Bị nè. Ừ, anh không biết bị cái gì á. Xe nó anh test bình thường sao nha. Bây giờ em đứng đi anh test bình thường, anh chạy cho em coi. Anh chạy tới cố gắng. Chế độ xe em chưa lưu. Chưa lại no wheel on ground. On ground. Anh ơi, xe của em chưa lưu. À khoan khoan, từ. Từ bây giờ anh với em vòng ra bên kia đi đua đi Dũng. Vòng qua đừng có đua vô cái này của nó. Vòng qua bên kia. Vòng qua cái Star Zone này nè. Đi ra ngoài xe kia. Xe kia luôn hả? Xe kia chưa? À không, em bấm vô chữ B. Xong em bấm vô cái hình chiếc xe. Xong bấm vô cái hình đồng hồ history, nó có lưu lại bên đó. Yên tâm. Thấy chưa? À, đây. Ừ. Yên tâm là nó có lưu. Qua cái dòng trắng này đi, qua khỏi dòng trắng này đi. Anh thấy là anh vừa ra dòng trắng là nó bị bay xe. Rồi đậu lại, anh với em đua từ đây nè. Đó, phải out ra cái cuộc đua này nó mới tính. Ngay đây, đậu ngay đây, đậu ngay đây. Hai xe bằng nhau, đừng xích xuống, đừng xích xuống, đậu ngay đây. Em canh xe em sao cho nó thẳng đi. Ê! Bình tĩnh nào, từ thôi. Easy, no watch out. Ok, bây giờ anh đếm hay em đếm? Alo Dũng ơi, bây giờ anh đếm hay em đếm? Anh đếm hay em đếm? Rồi, 1 2 3. Chạy đi, sao vậy? Ấy. Cái gì vậy? Xe Dũng bị lạc tay lái rồi nhưng mà sao vậy? Xe của anh bị chạy bị vỡ rồi. anh dùng á, anh không có dùng khung. Thực sự là anh không có dùng khung, anh dùng mấy cái đồ này nó liên kết với nhau. Không biết là tại sao nó lại bị văng luôn. À vậy cái lực tác động của xe dẫn nó gây vỡ xe, từ cái tác động mà dắt cái động cơ này vô hết đi. Mày tụi mày được lắm, phản bội tao, tụi mày lật lọng đúng không? Nãy test bình thường, đó là mình test bình thường các bạn. Hồi đầu mình test rất là bình thường luôn. Cái tự nhiên cái nó dở chứng lên cái rồi xong. Lọt xe miết luôn. Từ hồi mà bị lọt xe một cái rồi cái lọt hoài luôn. Ta nói xe không nó bực gì đâu. Hồi gắn hai này nặng thêm 237 rồi. 236, ồ một cục 1 ký luôn á. Nè nhẹ được 1 cục 1 ký rồi. Để lại xem. Ê vậy có khi do động cơ nó nổ các bạn. Nghi động cơ lắm. Ngon rồi. Ok ngon rồi. Ê đứng ở đây đua luôn. Ồ không biết đứng đây đua nó có tính luôn nữa. Do cái động cơ mình bẻ nó hơi sai. Gắn spoiler không ta? Spoiler đẹp mà. Mà con này nó nhẹ hơn. Chơi nè. Yeah, hết bị rồi. Vậy là lý do là do cái động cơ nó không có ép chặt, nó bị bung động cơ ra. Vỡ xe. Thắng nha Dũng. Anh 6 giây. 6 giây 84, em chạy 11 giây. Ủa xe em là nó bị, anh thấy chạy em nó nặng lắm, xe nó nặng. Chạy xanh thấy nó nhẹ không? Em đổi cái bánh xe thử đi, bánh xe nó nhẹ lắm luôn á. Xe anh nó nhẹ dữ lắm luôn, xe mình thấy nó hơi nặng. Mình test lại với con xe còn lại rồi.
Cái này là do no wheel ra qua đây là nó bị chứ không phải là do cái xe mình đưa. Dũng không sao, không sao cả. Ok đó là do cái động cơ mình để bẻ hơi sai thôi. Rồi anh đợi Dũng. Cái gì vậy? Anh dễ vỡ anh chạy. Tạo cái khung tạo xử lý cái này nó build rất là ngon hay là do bánh sao mình ta lấy xử lý cái này xe nó build rất là ngon mà sắp vậy chán thiệt sự luôn á. Nó build cũng giống mình, nó gắn vô nó không có cái bất cứ liên kết, nó chỉ có mấy liên kết này thôi. Giờ bỏ liên kết này ra là nó không có cố định được phía sau đó, nó chỉ liên kết vậy thôi. Hay là mình nên liên kết gì thử không ta? Tức lắm luôn á các bạn, cảm giác mà tụi xem mình đến làm xấu rồi tụi nó lại bị cái gì đó nó lại không chạy được, tại sao tức không nói nên lời. Rồi hiện tại là mình bịt kính hết trơn ở dưới luôn rồi, các bạn thấy mấy cái đường nói không, đó nói hết trơn luôn rồi nha, mà bị nữa là bán xe dẹp cái ngày đua này luôn, cứ khổ quá mà. Không ra đây thì không tính, ra đây để mình ra khúc này đi, mình chạy lại coi đó, left right rồi ok. Rõ ràng nó đâu có bị cái gì đâu, trong cái cuộc đua nó bị cái gì á. Này không tin thì mình thử lại cho các bạn xem thêm. Đó, bây giờ mình đang chơi cái Drag Race này ha. Mình sẽ dùng một con xe của máy tự build luôn. Ok, nè cho tôi cho các bạn xem nè. Ủa hay là lần đầu mình chơi nhanh đó ta. Ok quê cục luôn, nhưng mà không hiểu là chuyện gì nó đang xảy ra ở cái chốt này. Bây giờ tôi làm cái kiểu gì cũng không được, chán được. Thôi gắn cái spoiler cho nó đẹp chứ để xe không xấu quá. Ok xe tôi đẹp trai nè con. anh thấy xe dụng nó hơi bị lệch nhẹ hơn con này thôi đó. Sao vậy không hiểu. Nhưng mà xe ngon quá à. Xe chạy đúng đã luôn các bạn. Xe này mà chạy ngon mà phá cái lục người ta luôn. Em muốn rút ngắn cái xe lại. Ừ, rút ngắn lại đi. Đây. Ê, tự cái nồi vô cái bánh xe em ta. Rồi để xíu anh dời cái bánh xe lên xíu. Anh dời bánh xe lên xíu. Nếu mà đúng á, có thể là do bánh xe. Có thể là do bánh xe mình xóa bớt khúc này cho nó ngắn bớt. Cho nó lên sát hết rồi. Thôi hôm nay đây thôi. Thì bánh xe nó sát nó sẽ đụng cái động cơ. Đó, như đây là nó vừa ha. Rồi về cái spoiler ở đây. Coi cái spoiler như thế nào. Hiện tại là mình bị gặp vấn đề kia cho nên là đừng coi là. Ok, vấn đề được giải quyết. Mình muốn hiểu là cái lúc nó được, cái lúc nó không, mà bây giờ mình không biết nó như thế nào. Nhưng mà gọi là rất là chậm thiệt, chậm hơn khoảng 10-20 km/h. Hello Dũng. Vô nè. Oh, gì? Anh không biết là cái bị vung, cái bị bay đồ nó như thế nào. Nhưng mà nhìn Dũng bị anh vui. em có thể check lại do không có gì nữa quá sao? Ta không để coi xem coi thử rồi em đứng nghe đi cái bánh sau á em chỉnh là bánh sau đi, em bỏ bớt cái cây 4 nó ra, em lấy cái cây 2 gắn vô bớt lại thôi cho nó sát vô xíu. Anh mới chỉnh là bánh sau anh thì em thấy nó ổn hơn, nó không biết là bị nó không nên test rồi. Có vẻ nó đậm hơn rồi nè, hai lần test ngon lành rồi nè Dũng ơi. Đúng rồi, gắn spoiler thì nó là gần lên được 500 thôi, nhưng mà không gắn spoiler nó lên tới tận 500 mấy. Xe lạng phát. Xóa xe máy bay này đi. Bây giờ mình test một lần xe này với một lần xe không spoiler cho các bạn xem lần cuối thôi. Còn đua với Dũng là đua chơi thôi, xe đua chơi thôi. Chứ mình thi nhau tạo xe rồi đua thử. Đấy, nó rất là đầm, nhưng mà đợt này ta hơi fail rồi.
có spoiler tốc độ đạt 491 khi chạm tường. Không có spoiler. Vậy là ở phần cuối video này chắc không cho các bạn xem được rồi, tại vì tới đây là hết rồi. Hi hi. Ừ, không có spoiler, mình chỉ gỡ đúng phần spoiler đó thôi, mình không có gỡ cục này ha. Rồi. Cái cục đó đúng hả? Vô, vô anh với em luôn. Chết em luôn á. Ủa sao chạy đi. Ơ, à, ai rớt con xe rồi kìa. Cái gì ta? Anh cũng bị lúc nãy, anh với cảm giác rất là khó chịu lắm. Cảm giác không, tại sao nó lại thôi. Anh nghĩ là đúng là một phần là do cái bánh nhỏ em. Do con xe nó không cố định á. Để lên mắt xịt cái này. Đó, ra đây là nó bị bung bùng một cái, nó không cho mình đi hay sao. Vô. Đó. Đó, lúc em bị, lúc anh bị, anh không biết là nó bị cái gì, nhưng mà kệ cha nó đi. Test lại nó sẽ biết. Sao như mình gỡ spoiler lại bị nữa, cái bệnh này nữa là ta. Mình luống rồi thì chứ. Ây ây ây. Chạy chậm rồi. Cái đoạn đầu đó mày không dám chạy nhanh luôn á. Không, mình đề ba rất là chậm nhưng mà chạy tới chưa được gần cuối mà đã 490 rồi. Canh xe cho thẳng mới đua được anh. Canh xe thẳng dễ mà, em cứ canh cái lằn của nó, cái lằn sọc của nó kém, hai bánh xe đều là được. Các bạn thấy lúc cuối mình quẹ mình trước không? Wow, xe Dũng cũng ngon dữ, 6,89 giây. Tính là xe Dũng đi đua với tụi kia là ngon rồi đó. Ủa anh chế xe kia đua sắp mặt luôn, được 5,50 mấy giây á. Ủa giờ xuống nhà thử xem không? Vô. Không, nói chung là em thấy xuống bánh nhỏ nó khác rồi, cái xe nó nhẹ hơn nhiều, nó chạy nhanh đúng nhanh luôn. Anh đâu cố tình. Tính ra giờ sẽ Dũng ngang bằng anh rồi đó. Xe Dũng ngang bằng anh rồi đó, anh hụt một hơi là anh không dí kịp luôn á. Ở đầu Dũng chạy bánh kia là anh dí đơn giản luôn. Vô. Chơi đâu được. Chơi vậy đâu được. Nè, 508 chưa đụng tường luôn nha. Tôi có nghĩa là bỏ ra nó nhanh hơn rất là nhiều, nhưng mà cái tính ổn định cũng lên được 500 nè, anh test lại xem. Xe được 508, nhưng mà nếu mà xài cái xe này á, có hai cánh gió thì nó làm xe hơi không bị nổ. Còn nếu mà dùng cái bỏ cánh gió ra thì nó nhanh 500 mấy luôn, nhưng mà nó dễ bị nổ xe. Cảm giác cái cánh gió này nó đầm lắm. Nhưng mà nó được có 475 mà chưa hết đường, tôi hư hơi kia chạy được tới 400 500 luôn rồi. Rồi ok, thôi video này mình sẽ tạm dừng nha. Cảm ơn các bạn theo dõi cái tựa game Train Marker này. Nói chung là tụi mình đã chế được một con xe khá là hoàn thiện, nhưng mà nó đẹp thì nó không nhanh, còn nó không đẹp thì nó lại nhanh, nhưng mà nó lại dễ bể xe thì mình cũng biết tại sao. Ok, lần đua cuối cùng nè. Không hiểu. Lúc thì anh, lúc thì em, anh không biết được là như thế nào luôn. Thôi rồi, thôi chào các bạn nha, bye bye, hẹn gặp lại bạn ở video sau. See you ngày mai. Lỗi quá. Buồn.